Bài tập 6 thì nó tương tự bài tập 5, có nghĩa là bây giờ bạn có một bộ BD rời rạc, điều khiển ổn định được hệ thống rồi. Ở đây hệ thống của mình là hệ lò nhiệt ha. Bạn có một bộ BD rời rạc điều khiển được ổn định hệ lò nhiệt rồi. Thì bạn hãy dùng GA để tìm cái thông số KP, KI, KD sao cho cái chất lượng điều khiển nó tốt hơn so với khi chưa có tối ưu hóa dùng GA. Hàm thích nghi thì các bạn tự chọn. Sau đó các bạn hãy so sánh kết quả đáp ứng hệ thống khi mà chưa được tối ưu hóa và khi đã được tối ưu hóa bằng GA trên MATLAB Simulink. Các kết quả so sánh sẽ được viết thành báo cáo trên file Word và file PDF tương ứng. Ở trong cái file Word và file PDF cũng có ghi luôn cái quy trình thiết kế ha. Và các bạn sẽ gửi file Word, file PDF, file MATLAB. File MATLAB thì bao gồm cái file Simulink mô tả cái giải thuật GA được tối ưu hóa so với cái giải thuật GA chưa được tối ưu hóa. Và cái code GA mà bạn chỉnh sửa để mà bạn tìm ra được bộ thông số KP, KI, KD tối ưu đó ha. Và để giải cái bài tập này các bạn cần phải tìm hiểu cái mô phỏng điều khiển BD số liên tục cho hệ lò nhiệt là cái clip này ha. Các bạn lưu ý là cũng như cái bài tập 5 thì khi mà mình điều khiển BID mà cần phải thu thập dữ liệu để chạy GA tìm thông số tối ưu á, thì do quá trình mình thu thập dữ liệu cho GA đó là các quá trình lấy mẫu, cho nên á là cái BD mình sử dụng sẽ là BD rời rạc hoặc là BD số ha. Thì lưu ý điều đó.